Tiếp tục quần áo giá rẻ nha em. Hôm nay em xin phép lên quần Mỹ, quần đủ các loại, quần và áo đủ các loại của lính Mỹ à. Đầu lai em lên cái quần ấm mùa đông, con này là của Đức không phải của Mỹ nhưng mà cực kỳ ấm luôn. Em bán giá sale cực rẻ cho anh em, em bán sale là 300.000 giờ tuốt xuống 150 luôn này. Mã 66. Cái bụng của nó là 82 mà căng hết cỡ là 88. Bán rẻ nha, bán rẻ như cho luôn. Dài quần 102 ạ. Đấy. Trên này xuống đều đẹp nhưng mà ngay góc hai góc chân này nó đá nhau nó bị dơ này. Bị dơ thôi. Giặt cái là ok. Mã 66 150 nha anh em, 150 nha. Còn áo này còn sốc hơn nữa này, còn pilot tàu sân bay ấy. Em bán là 900.000 đúng không? 900.000 đúng không? Giờ sale 500.000 à 700.000. 900 sale sale xuống 200.000 luôn. Ở sau lưng là cái mã số của tàu á. Dài áo là 69, con này bình thường em bán 1 triệu mấy nha, không có bán rẻ con này đâu. Ai to mua rẻ con này luôn này. Quá trời là nó đẹp. Tàu sân bay này cả 1 triệu mấy của em luôn á. Tem size của nó, bao hàng chuẩn cấp phát cho anh em nha. Bao cấp phát luôn á. Ấm cực kỳ ấm. Con này là 80-90 kg được luôn. Rồi ai ưng thì chốt con này dùm em, giá là 761. Sale 200.000 luôn. Sale sâu luôn. Sale tuột quần luôn. Con này còn sốc hơn nữa này. Con Vardasi đẹp. 1,5 triệu. 1,5 triệu giờ sale anh em 1,2 triệu luôn. Trời sốc chưa. Con này là màu hanh, vai 52. 52 là 80 kg rồi. Con này dài áo là 114. Sale này mà anh em mà không chụp cơ hội thì không còn nữa đâu này. Trên này đều và đẹp hết nha. Cái chất bóng của nó như quần M51 á, nó bóng lấp lánh. Đấy, quá trời là đẹp luôn, không? Con này chỉ bể một cái đầu này thôi này. Nó bể cái đầu này anh em ra chợ, cái chỗ nó bán kim, bán chỉ, bán đồ phụ kiện của đồ á, anh em mua một cái đai này hết 5.000 hay 2.000 gì thôi, bỏ vào, kêu thở nó bỏ vào chứ. Rồi, con áo đẹp không tì vết luôn. Con này nói thiệt chứ có đai là đừng có nói 1,9 triệu mà em bán 2,2 triệu. Đừng có nói 1,9 triệu, không bán luôn á. Con này medium rare này. Đẹp quá trời đẹp, chỉ có bể cái đấy thôi. 70-80 kg nha anh em. Hai hàng nút vẫn còn nguyên si. Chỉ có bể cái dây này thôi. Bể cái đầu cài này thôi. Rồi, chốt cho em con này 1,2 triệu, mã 60. Sale rẻ mà anh em không nhanh tay thì tuột chặt nha. Tiếp cái quần ấm này mùa đông cực kỳ ấm luôn. Nó bằng nỉ. Con này là bụng 96 và căng hết cỡ là 114. Áo quần nỉ nha, mùa đông anh em bận làm cái quần bình thường thôi. Dài quần 108 là bao la thoải mái, mới và đẹp. 250 giờ chơi 150 luôn, mã 68. Chốt cái mã màu xanh này nha. Anh em đừng có đọc cái mã này là toi đời em này. Có nhiều anh em quay lên em đã báo cái giá sai sale rồi mà vẫn còn chốt cái con số đỏ, cái chữ đỏ đó. Con này là bụng căng hết cỡ là được 100, nó có đây đôn nhưng mà nó bị cắt mất này. Đấy, đôn này. Nó cắt đất, con này là M51 nỉ hàng xưa. Nỉ sót hồi xưa. Dài quần là 96, con này chỉ bận vào mùa đông thôi. M51 này bận vào mùa đông thôi. Con này màu cỏ úa. Cái lai thì nó xả lai xuống này. Cái chiều dài thấp bé quá cho nên ông này cũng xả lai xuống. Lai xuống nha. Con này em sell 300.000 luôn, mà 67. Con này bình thường là cả triệu của em á. Bán giờ sell 300.000 luôn. Tem in này. Tem in này. M51951 này.
bán sale luôn 300.000, chơi là bay nóc bóc nay luôn 300.000 mã 67. Chơi là vừa chuẩn bị em ra đường ở luôn nha. Tiếp một con Philos của không quân cũng sale luôn, có con nào là sale con ấy, con nào sale được sale, còn không có là không được, là không được nhé. Con này bình thường 650, giờ bán rẻ luôn. Vai 48, dài áo là 67. Con này màu xanh đen, màu đen hả? Màu đen. Có cả lót mùa đông và mùa hè, hàng cấp phát của lính Mỹ anh em. Con này là tem size của nó là size gì mà 34 reo lơ nhé. Nhưng mà con này chỉ được 50 đến 60 kg thôi, 50-55 kg, có 50-55 kg thôi. Bạn là form Philos nha, chốt 300.000 mã 65. Bữa hôm em bán 400.000 này, có cả cái tem này nữa, cho nên là con này là 400.000, bây giờ bán 300.000. Tiếp một con áo giả mùa đông này. Con này là áo giả mùa đông nha, màu xanh, dày nắng, ở trong này có lót luôn. Lót mùa đông hai mùa, mùa đông và mùa hè anh em sử dụng được hai mùa luôn nha anh em. Con này thì cái lót, con này hàng cấp phát nha. Cái lót ở trong thì nó bị tép một chút đây này. Bị cái gì làm cho nó tép một chút đây này. Cái ống tay á, bên cánh tay á, bên này bị một chút. À, hai bên đều nhé, đều hòa nhau nhé. Nặng lắm, con này là phải vai 48-49, con này là phải 2 kg đến 3 kg. Nó dày và nó nặng, chất vải ngoài thì kaki, dài áo 114. Like cái này là phải xỉu luôn á. Đây, con áo kia mà anh em chỉ cần mua cho em một cái khuy bằng cài như thế này này, về bỏ vào thôi, không thì ai chốt cái này lấy cái dây. Bên này đều đẹp hết nha, quá trời đẹp luôn. Áo này còn mới luôn, chỗ này thấy dơ à, chỗ này nó bị dơ một chút này, dơ một chút. Con này nó nặng vào cái cổ, chỗ này nó bị dơ một chút trên cổ này anh em ơi, dơ một chút cổ nha. Con này mùa đông thì thôi rồi, nhưng mà ai phải cao, có cái phọc dáng cao cao á, trên 1m7, đường dưới 1m7, bẩn cái này là nó lùn mình xuống á. Chưa, đài dây đai. Con này là 70 đến 80 kg, 70, 75, 85 cũng được. Bán rẻ anh em, con này luôn 300.000, mã 63. Báo cáo con này là bèo của nó là 900.000 nhá. Bán 300.000 cả lót cả ruột mùa đông luôn. Ai thích chơi luôn. Em gỡ cái lót ra em bán không cái lót là được 300.000 đấy. Chứ đừng nói bán cái áo này cả ruột cả vỏ 300.000, cực kỳ đẹp. Tiếp một con áo, con này mỏng lắm rồi. Con này thì anh em mua thì mua, không mua thôi chứ không ép nha. Nó mỏng, nó mòn và nó mỏng lắm. Em bán một cái tem này. Bây giờ là bán tem chưa? Áo là em báo cáo mỏng lắm, không có lụng rách nhưng mà nó mỏng lắm. Em bán cái tem thôi, 50.000 mã 74. Mã 74. Con này là vai 50-80 kg, dài áo là 77, không rách lũng. Áo này mỏng nhưng mà không rách lũng, bạc màu luôn này ha. Áo này gọi là áo bạc, áo bạc màu nhưng mà nó cũng màu bạc, màu cũng bạc mà áo cũng bạc màu. Còn tha hồ anh em bận, em bán một cái tem này thôi, đâu rồi, một cái thanh kiếm này thôi, 50.000. Chốt giùm em 50.000 mã 74. Em nhấn mạnh nha, con áo nó mỏng. Tiếp một con này là áo bay, multicam bay. Ai thích mát thì chốt con bay nha. Áo bay rất là mát và chơi đồ mát là không chơi được đồ nóng nữa này. Dài áo 81. Chỉ dành cho anh em nào biết giá trị của con đồ bay, đúng không? Hàng cấp phát của lính Mỹ nha, size X lát lỏng. Con này là to và dài nha em, vẫn cắt được. Nó size bằng cúc cao ha. Ở đây có một cái tem này. Con này có một cái tem này. Áo ống tay này là
anh em nhìn thấy cái quần mà em bán cho anh em á, ai mà có rồi thì chốt cái áo để về ghép cái quần nhá. Em đã từng bán những cái quần mà cái bả mông màu khác, cái bả gối, đầu gối này này màu khác, thì con này chính là cái con áo của cái quần đó. Thì anh em chốt về ghép một bộ nha, nhanh tay còn kịp này. Con đó là bình thường em bán là 400-500 ngàn. Cái quần đó là cũng không có rẻ đâu. Quần dạng là form bánh tỉa của Dubai đó. Rồi, con này là 80-90 kg. Nếu anh em muốn nhỏ thì anh em may lại, đặt một đường, cắt ngắn. Có gì là khó đâu, không? Cắt ngắn như thế này, may một đường nó ôm nhỏ lại, thử may nó thiến một phát thì rẹt rẹt. Đập có hai đường à, 200.000 mã 73, 200.000 mã 73. Còn con này thì đại ca này, có ai to được cỡ này không? Nhưng mà nó cắt mất ống quần rồi này, bán rẻ anh em luôn. Con này là bụng 136. Chiều dài thì anh em làm quần short, chiều dài này là 84, anh em cắt tới đây thôi ha, cắt quần short. Ai vừa thì chốt 100.000 mã 72, có ai vừa không ta? Nó có đai đôn luôn á. Tiếp một cái lót của M nó mốt này, không có đẹp nữa nha anh em. Lót này thì báo cáo anh em bị rách này, bị rách này. Cái size của nó thì nằm ở đây, mình có đọc được nữa không biết. Không biết làm sao mà vào tìm áo này, jacket size này không có đọc được rồi. 151951. Con này tem size là không có đọc được nữa. Không có đọc được nữa. Em đo lại cái vai và chiều dài coi thử con này là size gì nhá. Con này vai 54 là medium. Dài áo là 74 là medium short, nhưng mà medium medium là vừa hết, short regular long gì vừa hết. Bán cho anh em 100.000 luôn, mã 71. Chỉ bị rách ở bên trong này nha. Anh em nhớ dùm em rách ở cái ruột bên trong nha. Khi anh em cài áo lại là cài với tư thế này vào áo này, thì anh em mặt trực diện vào người là cái màu này, không ai nhìn thấy được cái rách ở bên trong này. Cho dù bên trong này mà thích thì cắt bỏ luôn, anh em chơi cái lót này cũng đủ rồi đúng không? 100.000 medium. Đấy, mình bận vào là như vậy. Cái áo ngoài mờ nó mốt vào bên trong mình nữa, bên ngoài của con áo này nữa, thì chả ai thấy được cái rách lũng này chỗ nào hết. 100.000 mã 71 ạ. Ai thích chốt ủng hộ giùm em nha. Tiếp một con này chất vải kaki màu cổ và đồ si dài. Con này to, không biết to hay không mà nó dài như cái bạt cá mát luôn. Con này dày như cái bạt cá mát luôn. Dài áo là 104 thôi. Và con này thì mã số 2, con này hàng Pháp à? Con này như của Pháp, cũng như của Pháp thôi. Hình như thế chứ không có chính xác nha. Túi là túi giả này, nhưng mà nó xòe dưới. Nó xòe này, cái tà, cái thân ở đây này, cái thân ở đây mà dưới này nó xòe kinh hồn luôn. Dày, dày như bạt cá mát. Con này là bệnh là muôn đời muôn kiếp anh em ạ. Muôn đời muôn kiếp không hư đâu, bẩn rất là đỉnh ha. Cái chất vải ngoài này thì bạt cá mát thường nó chống thấm, mấy bạt cá mát là chống mưa mà không à. Đây, phi size, con này size nào cũng vừa hết. Cái cổ tay thì nó có cái cài bằng cái này, nhưng mà nó bị rỉ sét một chút này. Nhưng mà báo cáo anh em chứ con này mà bẩn thì khi nào cho nó hư, đúng không? Trời ơi. Rồi, em bán con này là 300.000 mã 69. 300.000 mã 69. Cái bộ con M65 nữa này. Con này là size gì ta? Size medium. Thân nhựa, cổ nhựa, medium là 70-80 kg. Vai là 53. Dài áo là 79 regular. Trên này có mũ và cổ đầy đủ hết nha em. Medium regular này. Ở trên cái túi này nó bị dơ á. Bị dơ này. Em nhìn thấy dơ không? Dơ này. Dây trên còn, dây dưới còn luôn. Cái phần dưới này nó cũng quát quát rồi đó. Trên này có một cái tem lụa.
Tem lụa này được 50.000 nhé, con áo là 250 đó. Medium regular hả? 70 đến 80 kg và cao 1m7 trở lên. Ở đây nó bị dơ một chút. Cả con áo này là bán cả tem cả áo có 250.000 ha. 250.000. Một con mờ sau lâm của hàng cấp phát Linh Mỹ. Đời dây nhựa, cổ nhựa. Không có lụng rách, không có gì hết, chỉ dính vài chấm dơ nhỏ nhỏ thôi. Cái tem này được 50.000, vậy là con áo em bán có 200.000. Có 200.000 à, chốt giùm em 250. Mã 81. 250.000 mã 81. Tiếp một cái quần rần ri kaki. Con này là bụng là 100 nhưng mà cái cúc này nó mất cái cúc rồi. Bụng 100 nha em. Dài quần là 104. Bụng 100, dài 104. Mất cúc anh em nhắc giùm em đơm vào, đưa cúc cho về đơm giùm em nha. Đẹp. Thân này đẹp quá trời luôn. Nhưng mà qua bên này thì nó lủng một lỗ nhỏ xíu xíu này. Lỗ nhỏ xíu xíu này. Ở đây một vết dơ. Dơ nha. Chỗ em vừa chấm là nó dơ. Nhưng quần này mới lắm. Ở đây không mới nữa đâu. Ở đây nó bị lủng một phát ngay mông nữa này. Đây nữa này. À, con này bán rẻ anh em 150 nha. 150. Em ghi đây 350 này. Sale 150 mã 80. 150.000. Mã 80. Ai to mà được rẻ nữa chứ. Tiếp con áo multicam. Chất vải caro. Vai của nó là 46. Dài áo là 78. 46 78 là 60. 670 ký. Màu vàng cam nha, vàng chanh nha. Màu vàng chanh. 670 ký. Chốt giùm em con này là 200 mã 79. 200 mã 79. Tiếp con này cũng multicam nhưng mà caro vải dơ. Caro dơ của hãng Chupac. Bụng 100 của hãng Bopper chứ. Con này là 8 túi hộp chất vải caro dày. Dài quần 114 ạ. 114. Dơ này anh em này. Ngay cái đùi này lên nó dơ nha. Bên này cũng dơ này. Cái tội dơ mà thôi chứ nó đâu có cái tội gì đâu. Bán rẻ con này 200.000. Ở chỗ này nó hơi bạc bạc một chút xíu này. 200.000 mã 78. 200.000 mã 78. Tiếp một con áo rần ri nữa, vải kaki nha nhé. Con này màu mốc. Vai là 57-80 kg, dài áo là 77. Màu mốc 7-80 kg. Con này lủng một lỗ nhỏ xíu xíu đây này. Em review cái áo nữa nha. Review con áo nha. Bên này đều. Bên này cũng đều, chỉ có dơ một tí tí đây thôi. Đấy, nhớ giùm em là nó bị lủng một lỗ nhỏ xíu xíu đây ha. Nhỏ tí tí bằng ong tích thôi. 100.000 mà 77. Bớt luôn con này 70.000. 70.000 mà 77. Mà 77. 70.000 mà nghe mà liều rồi. Mà 77. 70.000 mà 77. 777. Tiếp một con Asiu chất vải caro mới và đẹp luôn này, mới nha anh em, mới nha. Con này vai 47. Dài áo là 75, 47, 75. Con này là 67, 65, 75 kg. Chốt giùm em 150 mã 76. Mới và đẹp nha, con này là phải 95% nữa. Tiếp một con áo không quân chất vải caro này. Ai mà có quần mà chưa có áo tranh thủ chốt nha. Áo không quân hiện tại là em hết rồi đó. Vai 42 chỉ còn có vài con như thế này thôi. Giá áo 75. Không quân và ICU là em nghèo nhất ạ. Một tem này, hai cái tem này nha. Bán hai cái tem 100.000 cộng cái áo 50.000 là 150 thôi. Không phải con áo này chỉ có hai tem thôi đâu. Nó có bốn cái tem nữa nha. Bốn cái tem 200.000. 1, 2, 3, 4. Bốn cái tem 200.000 tiền tem. Bán con áo 150 mã 76.
chốt giùm em nha. Tiếp một cái quần nữa, một cái cuối cùng là hết line này thôi. Quần này chất vải kaki, bụng của nó là 88. Dài quần là 110, 110 nha em. Con này không có mới nữa đâu ạ. Bạc màu này. Bạc này. À, nó bạc màu anh em để ý nha, dơ cái đầu gối này. Nói chung là nó xuống đều màu luôn. Quần này màu như kiểu màu màu. Đấy, nó dơ này. Nó dơ mà nó ra thành màu bạc, anh em mua về bận lao động thôi nhá. Nói chung là mình đi cà phê, cà pháo gì thì cũng ok. Ai bắt bẻ đồ cũ mình đâu đúng không? Rồi, chốt 170.000 mã 75 hết. Em cảm ơn và hẹn gặp lại anh em video tiếp theo ạ. Em bye.